Chào các bạn, mình là Thiếu Hùng. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Phim Lồng Tiếng của Yêu Phim Hay. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn nội dung tập 18 phần đầu tiên của bộ phim truyền hình nổi tiếng Vượt Ngục này nha. Tập trước có nhắc tới Michael ở trong trại giam, anh ta đã giả vờ bị chấn động tâm lý, khiến cho Sarah lầm tưởng là anh ấy chắc là mắc chứng rối loạn thần kinh. Chính vì thế mà anh ta được đưa đến khu tâm thần. Mục đích của Michael là để tìm được người bạn tù trước kia hay White, bởi vì anh ta là người đã từng vẽ lại hình xăm trên người của Michael. Biết đâu anh ta có thể giúp Michael nhớ lại được phần nào bản đồ bị mất do bị bỏng kia. Cũng lúc đó, LJ đã tìm ra chỗ ở của Paul và muốn giết hắn để báo thù. Nhưng mà cậu bé chưa kịp báo thù thì đã bị cảnh sát bắt mất rồi. Ở trong khu tâm thần thì Hayward đã bị một loại thuốc khống chế giày vò làm cho mê muội bấy lâu nay. Anh ta không còn nhớ nổi Michael là ai nữa, càng không thể nhớ mình đã từng ở trong khu trại giam bình thường. Sau một hồi nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của Michael thì Hayward đã nhớ ra đây chính là kẻ ăn cắp kem đánh răng của mình. Không thể không nói, Hayward thật sự là một kẻ tâm thần phân liệt. Vừa mới nhớ tới đây thì y tá mang kẹo đến cho anh ta, một loại thuốc khiến cho người bệnh ăn vào sẽ trở nên ngớ ngẩn. Bao lâu nay bọn họ toàn dùng cách này để đối phó với các tù nhân ở đây. Michael nói với y tá anh ta đã khỏe hơn nhiều rồi, không cần phải uống thuốc nữa. Y tá nói thuốc này có tính an toàn cực mạnh, tù nhân ở khu tâm thần đều bắt buộc phải uống. Khi Michael có ý định chống đối thì y tá bắt đầu gọi quản giáo, nên anh đành ngoan ngoãn làm theo. Dù sao thì muốn chống đối với họ chỉ cần giấu thuốc xuống cuốn lưỡi dưới là có thể thoát được. Nhưng Hayward sau khi uống thuốc đã quay lại trạng thái ngu ngơ không nói không rằng. Michael và Fernando đều bị biệt giam, phòng giam số 40 của họ giờ đã để trống. Trong số những quản giáo ở đây thì người có đầu óc kinh doanh nhất chính là Kerry. Ông cảm thấy khu nhà tù này phòng giam ở tầng giữa là có phong thủy đẹp nhất, nên ông ta đã mang ra bán đấu giá để đổi cho những tù nhân có ý định muốn chuyển phòng. Ngay lập tức đã có người chịu bỏ ra $200 để đổi. Nhưng đến lúc sắp chốt deal thì phát hiện toilet bị rỉ nước. Kerry hứa rằng sẽ sửa xong trong vòng 24 giờ. Seabed linh cảm sẽ gặp nguy hiểm. Ông ta nói với Sinod và Copper chỉ cần có người đến sửa chỗ bị rỉ nước kia thì ngay lập tức lối thoát sẽ bị lộ. Vì thế họ phải thật nhanh chóng để có được căn phòng đó trước. Có thể nói Sinod là kẻ giàu có nhất trong nhà tù này. Anh là chủ nợ của rất nhiều tù nhân ở đây. Anh ta nói với Kerry sẽ trả $500 để mua lại căn phòng giam đó. Lincoln nghe tin LJ bị cảnh sát bắt, biết lần này cậu bé sẽ gặp rắc rối lớn. LJ nói với Lincoln là cậu không quan tâm. Cậu nói rằng bọn chúng luôn thắng, việc gì thì cũng trong tầm kiểm soát của bọn chúng, chỉ là cậu muốn kéo một tên chết chung mà thôi. Veronica nói LJ sẽ bị buộc tội là giết người, mà trước đây thì cậu còn bị tình nghi là giết chính mẹ ruột và cha dượng của mình. Đây thì toàn là những tội nặng và không thể nào tại ngoại được. Hiện giờ điều mà cô ấy có thể làm chỉ là hy vọng cậu bé được xét vào đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên. Nhưng muốn được giảm án phạt, ít nhất cậu bé cần phải có thái độ hối cải. Tuy nhiên hiện tại đầu của LJ đang bốc hỏa, chắc chắn sẽ không nghe lời khuyên của cậu ấy. Lincoln quyết định đi gặp LJ và tự mình khuyên cậu bé, nhưng chuyện này phải xin phép phòng cải huấn. Veronica nghĩ chuyện này hai người họ gặp được nhau là quá khó, cô ấy chỉ có thể cố gắng thử xem thế nào. Nhưng lúc có hoạt động ngoại khóa, Michael đã đưa Hayward đến nhà kho và móc họng để anh ta nôn ra những viên thuốc. Mặc dù thuốc đã được nôn hết ra nhưng nhận thức của Hayward thì chưa hồi phục. Michael cố gắng gợi lại trí nhớ của anh ta, và rồi rất lâu sau đó Hayward mới nhớ lại được một vài thứ. Anh ta nói với Michael đó là một con đường, nhưng thuốc của anh ta cứ mấy tiếng lại phải uống một lần. May mà anh ta đã hồi phục được chút lý trí, lần này anh ta chủ động nôn thuốc ra. Michael nhân cơ hội này để lộ hình xăm trên người, đánh thức trí nhớ của Hayward. Anh đưa bút và giấy cho Hayward và muốn anh ta vẽ lại chỗ bị mất trên người mình. Đúng lúc đó, Manchester còn có biệt danh khác là thực viên đang thu quần áo ở đó. Michael đã nhờ anh ta chuyển lời tới Fernando là anh ta đang nghĩ cách để vẽ lại tấm bản đồ. Mặc dù Manchester không hiểu gì nhưng anh ta đang chú ý nhìn vết bỏng trên người của Michael. Anh ta nhớ vị trí của vết bỏng này hoàn toàn trùng khớp với vết cháy của bộ đồng phục trại giam mà Fernando đã mượn. Vì thế anh ta đoán người mặc bộ quần áo đồng phục hôm đó chính là Michael. Sinod tìm người anh em da đen của mình để đòi nợ, nhưng anh ta không ngờ là tên đó cố tình đã trốn nợ. Nguyên nhân là do Sinod đã quá thân với đám người da trắng T-Bag kia. Điều này đã vi phạm quy định bang phái của họ. Sinod không những không đòi lại được số tiền nợ mà còn bị đám người da đen đánh cho một trận. Anh ta vác bộ dạng đầy thương tích đến nói với T-Bag, họ phải tìm cách khác. T-Bag nhìn lão già Copper và nói, đối với một người nào đó ở đây thì tiền không phải là vấn đề. Copper nói hôm nay không có chuyến thăm nào nên bất cứ ai cũng không thể mang tiền từ ngoài vào được. T-Bag đành phải đưa ra một ý, đó là kiếm tiền bằng cách đánh bài. Sinod bắt đầu nghi ngờ kỹ năng chơi bài của T-Bag. T-Bag lại nói cả nước không có quá 5 người có thể làm được như hắn. Nhưng nguyên tắc chơi bài ở trong tù là phải bỏ ra ít nhất $50 làm vốn. Vốn nhiều thì Copper không có, nhưng mọi người chắc chắn vẫn nhớ là ông ta đã từng đưa cho Michael $100. Đó là tờ tiền đầu tiên mà ông ta cướp được. Vì thế ông ta mượn cớ là muốn sang xem phòng để vào được phòng của Michael. Nhưng cơ hội này lấy đi cuốn kinh thánh kẹp tờ tiền đưa cho T-Bag và nói đây là tất cả vốn mà ông ta có.
Việc còn lại phải dựa vào bản lĩnh của T-Bag. T-Bag nói với Sinod ông ta cần một đối tác. Sinod chối là bản thân không biết chơi bài. T-Bag lại nói việc anh phải làm hết sức là đơn giản. Đó là khi T-Bag bóc bài thì anh ta phải đặt cược thật lớn và phải theo đến cùng. Vì nếu hắn tự phát bài và tự thắng thì đối phương nhất định sẽ không tin. Còn nếu Sinod thắng thì đối phương sẽ không bao giờ nghi ngờ bọn họ là một dùa của nhau. Trong lúc nhớ về tấm bản đồ, Hayward cũng đã nhớ ra những ân oán giữa mình và Michael. Anh ta nhớ Michael đã tự đập đầu vào tường rồi hại anh ta phải quay lại khu tâm thần. Sau khi xem những hình xăm, Hayward chợt nhận ra ý đồ của Michael là muốn vượt ngục. Anh ta đã đe dọa sẽ hủy tấm bản đồ, yêu cầu Michael nói ra hết mọi kế hoạch. Michael vốn không muốn giấu anh ta, còn nói với Hayward nếu không có sự giúp đỡ của anh ta thì kế hoạch của họ sẽ không thể nào thành công. Anh ta sẽ quay về và hoàn thành nốt công việc còn lại. 3 ngày sau đó, anh ta sẽ quay lại tầng hầm và đưa Hayward ra khỏi đây. Hayward ngây thơ lại một lần nữa chọn cách tin tưởng Michael và cảnh cáo nếu Michael nuốt lời thì sẽ giết anh. Sau khi Veronica nộp đơn xin giúp Lincoln, cô trở về nhà và phát hiện tâm trạng Ben không được bình tĩnh. Thì ra lúc Ben ra ngoài mua đồ đã gặp một người đàn ông tóc trắng bí ẩn. Người đàn ông tóc trắng đó cảnh cáo Ben là phải theo dõi mọi cử chỉ hành động của Veronica bởi vì tình thế đang nghiêng về phía bọn họ. Ben dường như rất không hài lòng với bọn chúng nhưng cũng không thể không nghe theo. Còn về danh tính của người đàn ông tóc trắng kia sẽ được tiết lộ sau ha. Ở đây thì mình xin phép được giữ bí mật trước. Trong ván bài sát phạt thì bác nói năng rất là hỏng hách với Sinod, như thể là rất là không thích anh ta, để những người khác không nghi ngờ về mối quan hệ giữa bọn họ. Trận đầu tiên thì bác phát cho Sinod một dãy full house, còn Sinod lại tỏ ra đang gặp khó khăn nên đã đánh lừa đối thủ thành công. Còn ván tiếp theo vì Sinod không cẩn thận làm rơi bài thì bác bị ép phải chia lại bài. Vì thế Sinod bị đổi thành những lá bài xấu hơn, nhưng anh ta nhớ lời thì bác nhắc, cho dù thế nào thì cũng phải tập trung. Vì thế anh ta đã cược hết. Điều này khiến cho đối phương không chắc chắn và cuối cùng đã chọn cách bỏ bài. Sinod căng thẳng đến toát cả mồ hôi. May mắn là thắng hết số tiền. Lúc này bên ngoài phòng giam, Paul vừa bị Donner đuổi ra khỏi công ty. Cô ta cười nhạo Paul là vô tích sự, bị cả một đứa trẻ 16 tuổi tìm đến tận nhà. Paul nói với bà phó tổng thống hắn bị công ty ruồng bỏ thực chất là để ép bà ta, bởi vì mọi động thái của bố Lincoln đã gián tiếp khiến họ mất đi sự kiểm soát. Nếu công ty cho rằng quá nguy hiểm, có khả năng bọn họ sẽ không còn ủng hộ bà phó tổng thống nữa và bọn họ sẽ tìm lại một người mới thay thế bà. Bà phó tổng thống nói đã đến lúc lật ngược tình thế này rồi. Sinod đã đưa toàn bộ số tiền anh có được sau vụ bài bạc cho Kerry. Không ngờ Kerry đột nhiên lại tăng giá. Ông ta nói giá phòng giam tăng lên thành $700. Sinod muốn giải quyết nhanh chóng nên đã bắt Copper đưa chiếc đồng hồ hỏng ra. Mặc dù trong đó có tấm ảnh của con gái ông, vì muốn được ra ngoài gặp con gái, Copper cũng đã gắng chịu đựng nỗi đau. Nhưng Kerry thật sự quá tham lam, ông ta lấy tiền và đồng hồ xong rồi nói với Sinod, có người đã bỏ ra $700 và dành trước rồi. Nói xong liền cắm đầu đi thẳng. Hayward vì tránh bị Michael hãm hại lần nữa đã lén giữ lại cho mình một tấm bản đồ. Ai ngờ Michael đã sớm gài một cái bẫy trên tấm bản đồ đó. Hayward vừa ra đến cửa đã bị bắt lại. Anh ta hét to Michael muốn vượt ngục, nhưng lời của người tâm thần thì vốn không ai quan tâm. Hayward đáng thương ngây thơ lại một lần nữa bị lừa. Lúc này Michael đã có thể yên tâm rời khỏi khu tâm thần. Anh chủ động đến tìm Sarah, chứng minh rằng bản thân rất là tỉnh táo. Anh ta đã tặng cho Sarah chiếc gạt tàn chính tay anh làm. Mặc dù Sarah rất vui nhưng cô ấy vẫn lo lắng cho tình hình của Michael. Michael giải thích tối hôm đó anh không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra. Anh nghĩ là lúc ở phòng giam anh ta bị không gian nhà tù làm cho kích động. Sarah nói cho dù bệnh viện ở đây chứng minh là anh đã hồi phục bình thường nhưng nếu anh không nói rõ ràng ai hại mình thì lúc ra ngoài sẽ bị bắt quay trở lại. Sarah khuyên Michael vẫn nên nói hết sự thật với ngục trưởng. Nhưng cô đâu biết nếu nói ra sự thật thì Michael sẽ phải chết. Trước mắt anh ta phải tìm cách để tránh bị nghi ngờ. Manchester đến khu nhà giam thu quần áo, tiện thể chuyển lời của Michael. Fernando muốn Manchester nói với Michael anh ta đã lấp đầy cái lỗ rồi. Manchester nói với anh ta nhìn vết bỏng trên người của Michael và anh ta đã phần nào đoán ra được bọn họ đang muốn làm gì rồi. Trừ phi là Fernando nói kế hoạch cho anh ta biết, nếu không thì anh ta sẽ không giúp nữa. Fernando do dự không biết có nên nói hay không. Nhưng Lincoln nhận thức được hiện tại người có thể giúp bọn họ chỉ có thể là Manchester. Vì thế anh ta đã nói ra kế hoạch vượt ngục cho Manchester biết và xin anh ta hãy giúp Michael ra khỏi khu tâm thần. Sự gia nhập của Manchester có chút bất ngờ. Ban đầu thì bác bọn họ không chấp nhận, nhưng Manchester hứa là sẽ có cách cứu Michael. Nhân vật chính trong ý tưởng này chính là Lincoln và Fernando, nhưng chắc chắn sẽ thành công. Hôm sau, Manchester bí mật nói với Michael về kế hoạch. Sau đó anh ta cố tình làm cháy một bộ đồng phục của quản ngục, rồi đưa cho Copper. Copper mang bộ đồng phục đó đến phòng cảnh vệ, đặt vào tủ áo của Kerry. Trong khi đó, Michael tình báo tất cả mọi chuyện với thống đốc, nói người làm anh ta bị bỏng chính là Kerry. Bấy lâu nay ông ta luôn kiếm tiền từ các tù nhân và không từ bất cứ thủ đoạn nào. Michael vì không có tiền cho ông ta nên ông ta đã dùng công cụ làm anh bị bỏng. Anh nói như thật vậy. Ngục trưởng có chút nghi ngờ nên đã gọi cảnh vệ đích thân đi điều tra. Ngay sau đó ngục trưởng đã tìm được một cuộn tiền giấy trong tủ quần áo của Kerry.
Đương nhiên đây chính là cuộn tiền mà ông ta lấy được ở chỗ của Sinod. Kerry ngụy biện nhưng ngục trưởng là tìm được chiếc đồng hồ có tên là Copper, và chiếc áo bị cháy kia chính là chứng cứ xác thực nhất. Với những chứng cứ này, ngục trưởng đã kết án Kerry tội ác bất tù nhân, tham ô của cải vật chất và đuổi thẳng anh ta ra khỏi trại giam. Ngay sau đó, Michael đã được đưa về phòng giam cũ. Ngục trưởng báo anh ta mang trả lại chiếc đồng hồ cho Copper. Cuối cùng thì cũng kết thúc được những chuỗi ngày cấm vận. Trước khi đi, Kerry nói với Bellick là anh ta bị oan, và còn ám chỉ những việc này Bellick cũng làm suốt. Bellick trả đũa lại bằng một câu rất là mỉa mai, nhưng tôi thì không bị bắt. Lúc này Lincoln được xe áp giải về trại giam. Trước đó vài ngày, ngục trưởng nhận được tin đơn kiến nghị được gặp con trai của Lincoln đã được phê chuẩn. Họ đã cho phép anh ta gặp LJ trong một giờ đồng hồ. Đây là đặc ân mà từ trước tới giờ chưa từng có cho một tử tù. Khi chiếc xe chạy qua một con đường vắng thì bỗng có một chiếc xe tải tông thẳng vào chiếc xe, khiến cho chiếc xe bị lật. Nội dung tập 18 của bộ phim mình xin được kết thúc tại đây. Lincoln bị đưa vào tù chính là một cái bẫy. Và liệu anh ấy có thể may mắn sống sót sau vụ tai nạn này hay không? Mời các bạn tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nha. Đồng thời mời các bạn nhấn like và share đăng ký theo dõi để ủng hộ kênh của mình nha.